tử vi thứ sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022 tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 âm lịch ngày bính thìn tháng quý mão năm nhâm dần. Xung ngày, mậu tất, nhâm tất, nhâm ngọ, nhâm thìn, nhâm tý xung tháng, tân dậu, đinh dậu, đinh mão. 1. Tuổi tí ngày 4 tháng 3 năm 2022 tam hợp xuất hiện là thời điểm tốt cho các cuộc trò chuyện với người yêu, bạn đời giúp kết nối và xây dựng, củng cố mối quan hệ nếu chưa có một nửa đây là lúc mang đến cho bạn cơ hội hẹn hò gặp gỡ với đối tượng mình thầm thương trộm nhớ trong khi những người xung quanh tuổi tí có tầm nhìn không được xuất sắc cho lắm thì bạn lại thực sự nhạy bén có tầm nhìn xa nhất là khi có chính quan nâng đỡ vậy thì hãy đến chia sẻ với họ kinh nghiệm ai đó đang rất chờ đợi những ý kiến góp ý của bạn đấy thổ thủy xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề tài chính của bạn có thể vì bạn theo đuổi mục tiêu tiền bạc quá mức mà nảy sinh lòng tham, từ đó có những quyết định sai sót. Nếu bạn bình tĩnh hơn sẽ không phạm lỗi như lần này. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường. Đen, vàng quý nhân phù trợ, mão, dậu. 2 Tuổi sửu ngày 4 tháng 3 năm 2022 sửu thìn tương phá dự báo có thể người thân trong gia đình như là bố mẹ đang muốn giúp đỡ bạn, tuy nhiên điều này có thể ở mức thái quá so với mong đợi. Thậm chí làm hỏng việc của bạn. Bạn có thể đối xử với họ bằng thái độ thật tử tế nhưng cần phải kiên quyết vạch ra những giới hạn thay vì để cho mọi thứ vượt qua khuôn khổ cần thiết. Con giáp tuổi Sửu dường như phản ứng dữ dội quá với những thay đổi, có thể vì thương quan điều hướng bạn suy nghĩ tiêu cực. Những thay đổi nho nhỏ chẳng làm tổn thương bất cứ ai, thậm chí còn có thể tạo thêm gia vị cho đời sống hàng ngày của bạn. Thế thì tại sao bạn không thử một chút thay đổi chứ, biết đâu bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Thổ khí vượng cho thấy dù bạn có trốn tránh thì vẫn thấy cơ thể mình đang yếu đi, không thể duy trì sự dẻo dai như trước đây. Một phần nguyên nhân có thể là quá trình làm việc căng thẳng khiến cho sức khỏe của con giáp này suy giảm rõ rệt. Giờ tốt, 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, sám quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tuổi Dần ngày 4 tháng 3 năm 2022 Tam hội nhắc nhở cho con giáp tuổi Dần hiểu rằng giao tiếp trở thành yếu tố quan trọng dù đó là trong bất cứ mối quan hệ nào. Tìm kiếm người hiểu bạn và sẵn lòng chia sẻ là cách để giao tiếp trở nên dễ dàng hơn. Suy nghĩ và hành động khác biệt có thể không phải là một gợi ý hay trong một hoàn cảnh nào đó. Thiên ấn che chở và hỗ trợ tuổi Dần phát huy năng lực này. Do đó, bạn lại nên làm điều đó, bởi vì nó sẽ khuyến khích não bộ của bạn hoạt động và tư duy linh hoạt hơn đấy. Thổ Mộc Sung khắc khuyên bản mệnh nên có kế hoạch tiền bạc và cố gắng thực hiện theo đó một cách kiên nhẫn. Có thể chỉ vì mong có được sống thịnh vượng thật nhanh. Trong thời gian ngắn nên đó trở thành động cơ sai lầm, khiến bạn dễ bị lừa hay bị dụ dỗ. Giờ tốt, 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường, xanh rêu, xanh lá cây quý nhân phù trợ, mùi tuất hợi. 4. Tuổi mão ngày 4 tháng 3 năm 2022 xem tử vi miễn phí ngày 4 tháng 3 năm 2022, mão thìn tương hại chỉ ra rằng quyết định của tuổi mão đã sai hướng cố gắng nắm chặt và không chịu buông bỏ có thể là cách tốt nhất mà bạn nghĩ ra để giữ một thứ gì đó một ai đó nhưng thực tế là làm điều ngược lại mới là đúng đặc biệt ngày hôm nay đôi khi vờ như không cần là cách tốt nhất để bạn đạt được điều mà mình muốn đây là lúc mà thành công sẽ đến với tuổi mão thông qua những hành động thiết thực mang tác dụng trực tiếp và thực tiễn trong đời sống vì thế, thay vì mơ mộng vẩn vơ, nên tập trung vào các công việc cần giải quyết và cố gắng hoàn thành chúng. Kết quả đạt được sẽ xứng đáng với mong đợi của bạn. Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt vì bạn đang lo nghĩ nhiều. Có thể các mối quan hệ xã hội của bạn không được thuận lợi. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn. Giờ tốt. 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh da trời quý nhân phù trợ tuất hợi mùi. Nam, tuổi thìn ngày 4 tháng 3 năm 2022 thìn thìn tự hình dự báo những suy nghĩ khiến con giáp tuổi thìn tự đưa mình vào rắc rối chứ không phải ai khác. Do đó, nếu có thể hãy đơn giản hóa vấn đề không nên chỉ vì một sự việc nhỏ mà cho rằng ai đó xấu xa hay đừng chỉ vì một hành động mà đánh giá cả con người thực thần mang tới những trải nghiệm niềm vui mới cho con giáp tuổi thìn đây là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá những điều mới mẻ thú vị trong đời sống thay vì để công việc cuốn mình đi thì bạn sẽ có những giây phút riêng tư thật thoải mái cho mình đấy đừng bỏ lỡ nhé Thái độ của bạn lúc này rất quan trọng, nếu bạn khiêm tốn, bỏ đi cái tôi của mình thì không thể vì bạn đang ít tiền hay nhiều tiền mà người ta có quyền xem thường bạn. Luôn giữ thái độ đúng mực và đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, nâu, vàng quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6 tuổi tỵ ngày 4 tháng 3 năm 2022 hãy cho chủ nghĩa hoàn hảo trong con người tuổi tỵ có cơ hội nghỉ ngơi, hạn chế tối thiểu tác động của tỷ kiên. Đây là ngày để bạn cho mình một món ăn ngon vào buổi trưa. Hay tận hưởng những phút giây thoải mái vào buổi chiều, điều đó thực sự cần thiết đấy. Thổ hòa tương sinh ảnh hưởng tốt tới cách bạn tư duy về tiền bạc. Có thể khó khăn ở hiện tại không trói bạn lại được. Bạn có tầm nhìn xa hơn để có thể khai mở ra các ý tưởng về cuộc sống và biết cách gia tăng thu nhập một cách thông minh hơn. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính đông phía ngoài nhà bếp, bếp lò tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc. Tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường hồng. Gia cam quý nhân phù trợ, dậu, sửu thân. 7 tuổi ngọ ngày 4 tháng 3 năm 2022 tác động của kiếp tài một vài rắc rối đi kèm những cảm giác bực dọc nho nhỏ có thể xuất hiện và ngăn cản khả năng hoàn thành nhiệm vụ của con giáp tuổi ngọ tuy nhiên đừng để sự bất tiện ấy làm ảnh hưởng một ngày của bạn hỏa thổ tương sinh là thời gian để tiếp cận với những người khó tiếp cận và cùng nhau trao đổi bạn cũng có thể tương tác thông qua các kênh khác nhau nhằm chia sẻ những ý tưởng kế hoạch theo hải thượng lãn ông ngày hai âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay trước ngực và trong ngực tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xẻ châm trích tại vị trí này giờ tốt, 3 giờ, 5 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, tím quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tuổi mùi ngày 4 tháng 3 năm 2022 thương quan mang lại cảm giác thất vọng nhưng tuổi mùi chớ tìm cách trốn tránh. Trò chuyện là một cách phù hợp để bạn có thể giải quyết những mâu thuẫn giữa mình và một người quen nào đó. Vì thế, hãy cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện một cách cởi mở. Trân tình để có được những gợi ý thú vị cho bản thân lẫn đối tác. Thổ khí vượng khiến tâm lý của bản mệnh không ổn định, bạn bồng bột hơn và dễ có những quyết định sai lầm trong ngày này. Bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình để hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra. Ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch là ngày can bính, ngày can bính không trị bệnh ở vai. Do đó bản mệnh lưu ý không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, hồng, trắng quý nhân phù trợ, hợi, mão. 9. Tuổi thân ngày 4 tháng 3 năm 2022 tử vi 12 con giáp tam hợp như là ánh sáng để cứu sống con giáp tuổi thân độc thân, giúp họ thoát khỏi những tam tối xưa cũ. Tìm thấy cơ hội mới trong những mối quan hệ chớm nở những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí cưới hỏi trong thời gian này nhờ thiên tài mà con giáp tuổi thân được tận hưởng cuộc sống sung sướng khi có tiền bạc trong tay có thể nói nhiều con giáp tuổi thân sau thời gian khó khăn vất vả đã chạm tới được lối sống mà bạn mơ ước thổ kim tương sinh đang tiếp thêm sức mạnh cho bạn để bạn cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào sự hứng khởi khiến cho bạn có thể làm bất cứ việc gì mà mình thực sự đam mê, yêu thích. Thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội để thay đổi bản thân theo hướng mới mẻ và tích cực nhé. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, vàng. Trắng quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10 tuổi dậu ngày 4 tháng 3 năm 2022 lục hợp cũng là lúc con giáp tuổi dậu hãy cho bạn cơ hội được sống thật với con người của chính mình thay vì nghĩ ngợi vẩn vơ. Hãy sống như bạn muốn điều đó mới thực sự quan trọng thay vì cố gắng thể hiện một hình ảnh trưởng thành. Ngày có chính tài nâng đỡ giúp người tuổi dậu có những quyết định sáng suốt khôn ngoan hơn về tiền bạc nếu muốn bạn có thể thử mạo hiểm một chút trong vấn đề tài chính sự nghiệp may mắn sẽ mỉm cười và đem lại cho bạn tiền bạc sức khỏe của bản mệnh lúc này không được tốt thường xuyên cảm thấy khó chịu trong người một phần là do thổ khí vượng với những ai đang có bệnh nền thì nhất định không chủ quan bạn nên tìm tới những vị bác sĩ có uy tín giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường tím, khi quý nhân phù trợ tị, sửu. 11. Tuổi tất ngày 4 tháng 3 năm 2022 người tuổi tất dễ nổi nóng với tác động của lục xung vì những chuyện không đâu. Tâm hồn của bạn giống hệt một đứa trẻ nổi loạn dưới sức ảnh hưởng của cảm xúc. Do đó, bạn rất dễ làm hỏng việc vì quyết định nông nổi. Thực thần xuất hiện cho thấy bạn trở nên nhiệt huyết kỳ lạ trong ngày hôm nay hãy để cho cảm giác tò mò thu hút bạn khiến cho bạn có thêm hào hứng tìm kiếm và khám phá những chân trời mới mẻ nhé đây là ngày dành cho riêng mình mà ngày có ngũ hành tương sinh nên bản mệnh trân trọng hơn tình cảm mà mình đang có tình cảm không thể gượng ép hai người đến với nhau là sự tự nguyện càng không phải là sự lựa chọn nhất thời nên bạn đã có lựa chọn kỹ và bạn cảm thấy tin tưởng với người mình đã chọn giờ tốt 3 giờ 5 giờ màu sắc cắt tường, xám, vàng quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12, tuổi hợi ngày 4 tháng 3 năm 2022 thiên quan khiến tuổi hợi tin rằng mình đúng khi soi xét bằng lý trí nhưng thực ra chúng khiến bạn phạm phải sai lầm. Hãy để lý trí mách nước cho bạn thay vì những cảm xúc bốc đồng của trái tim con giáp tuổi hợi nhé, nhất là khi bạn đưa ra các quyết định quan trọng. Hãy tin rằng những quyết định đó về lâu dài sẽ có tác dụng. Thổ Thủy xung khắc khiến bản mệnh cảm nhận rõ ràng sức khỏe của bản thân đang giảm sút. Lúc này bạn đừng cố bào chữa rằng mình đang làm rất tốt cho việc chăm sóc bản thân cơ mà thực tế là bạn đang thực hiện sai cách. Ví dụ như uống quá nhiều thuốc bổ lại ảnh hưởng tiêu cực tới thận của bạn chẳng hạn. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, bản mệnh nên kiêng cự các việc như chôn cất cưới gả, xây cất nhà. Chỗ cửa gắn cửa các việc thủy lợi. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh nước biển, trắng quý nhân phù trợ tí, sửu mùi.